Lời đầu tiên xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Vũ Phương Quỳnh, học lớp 8A2 tại trường trung học cơ sở Tăng Nhân Phú B. Hôm nay nhờ vào phong trào khơi nguồn tri thức của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác, là cuốn sách mà mình tâm đắc nhất trong tủ sách của bản thân. Đây là một cuốn sách mang thể loại tự mình khám phá, tự mình chữa lành, khác biệt so với những tác phẩm mang tính dẫn chỉ đạo khác mà mình tự thích. Và chủ đề của cuốn sách này đó chính là Lưu Tô Vĩ. Ông sinh năm 1960, hiện ông đang là tác giả của hơn 50 đầu sách về giáo dục con cái tại Đài Loan và là diễn giả nổi tiếng với hơn 5.000 buổi diễn giảng. Như nửa đầu của cuốn sách, gia đình ông cũng khá giả, nhờ vào cha là một doanh nhân thành đạt, bao người ngưỡng mộ, gia đình yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới là ông. Mọi chuyện vẫn êm ấm, hạnh phúc cho đến khi cha của ông trong một lần lỡ đắc tội với cấp trên, bị xử tù ngắn hạn. Nhưng vì nó, cả gia sản đều bị tiêu tán. Từ đó, mẹ là trụ cột duy nhất gia đình, bụng mang dạ chữa bất đắc dĩ làm việc trong một hầm quặng. Nhưng sự khó nhọc của mẹ không được ông nội hiểu thấu. Ông sinh ra trong tình cảnh khá là khó khăn. Khi ông nội cứ nhất quyết bán ông cho người, nếu như mẹ tôi sinh ra tôi là người con gái. Nhưng thật may mắn là ngược lại. Nhưng may mắn đó đã kết thúc khi ông lên 8, ông bị một trận sốt kịch liệt bởi viêm não Nhật Bản. Hậu quả là bại não, khiến cho ông lên lớp 5 mới bắt đầu học chữ, không thể theo kịp với các bạn đồng trang lứa. Có lần ngốc tới mức bị cô giáo mắng là con lợn ỉn cũng không hiểu, mà ngây thơ đáp lại rằng con lợn ỉn cũng dễ thương đấy chứ. Nhiều lần ông đã tự nhủ rằng tại sao phải đi học, đi học để làm gì chứ. Nhưng những suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi sự bảo ban ân cần của bố mẹ, tự dạy dỗ tỉ mỉ tận tụy của người chị và sự chăm sóc quan tâm vỗ về của người bạn khiến ngọn lửa trong ông dập. Và cuối cùng ông cũng đã lên được đại học, nhưng khó khăn lại tiếp tục đến với ông. Và một lần nữa ông đã bước qua và ông tốt nghiệp đại học đứng thứ 3 toàn khoa. Những nỗ lực của ông cuối cùng đã được đền đáp. Sau đó ông đã có những thời gian hạnh phúc ấm no bên gia đình mãi về sau. Cuốn sách này đã nêu lên sự thành công của Lưu Tô Vĩ. Không chỉ dừng lại ở đây, chúng ta đều có thể nhận thấy một điều rằng chỉ cần cố gắng, mọi nỗ lực ắt sẽ tự đền đáp chúng ta. Đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng bởi trái ngọt đang đợi bạn ở phía trước. Giữa chừng bởi trái ngọt đang đợi chúng ta đằng sau. Tôi muốn nói rằng con đường đi đến thành công luôn có nhiều chông gai khiến ta dừng bước. Nhưng nếu ta biết đứng dậy và vượt qua thì dù có là kẻ yếu đuối nhất thế giới thì ta chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ở cuối con đường ấy. Sự thành công đến từ sự nhìn nhận rõ ràng của chúng ta chứ không đến từ nỗ lực để ép bản thân phải đạt được. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.